gì mà cứ hết toán lên thế thỏ. Chỉ là game thoát hiểm thôi mà. Tớ vẫn cứ sợ ấy. Thôi không chơi trò này nữa, về thôi. Đừng sợ, có tớ ở đây nhất định sẽ giải được lời đố ở căn phòng này để đưa cậu về nhà. Công tác này đáng ngờ đấy, để gặp thử xem có gì không nào. Ê, sao không có phản ứng gì? Ơ, mọi người nhìn kia. Có một bản nhạc ở đây. Bản nhạc tên là 732. Tên gì mà kỳ lạ nhỉ? Ai, tớ chả hiểu kỳ quái ở đâu. Chắc là lại mấy con số vớ vẩn ghi đại lên thôi mà. Thế manh mối về cánh cửa bí mật ở đâu được nhỉ? Khó quá à. À, ra rồi. Trên khuôn nhạc với âm đô chửa, các nốt sẽ lần lượt là Do Re Mi Fa Sol La Si, tương ứng với các số thứ tự 1 2 3 4 5 6 7. Trong phòng lại có đàn piano. Các phím trên đàn được ký hiệu trên nhạc lý là C D E F G A B và lặp đi lặp lại. Theo logic này, ta có thể liên kết số 732 trên bản nhạc tương ứng với từ B E D trên phím đàn. Vậy thì mật khẩu mở cửa chỉ có thể là bed hoặc là giường. Hay quá, mở được rồi Panna ơi, mãi mới qua được. Mà này dễ quá, mất có vài phút đã qua được. Ê? Gì đấy?